chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn tiếng Việt lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Bài 8, luyện tập tiết 2. Phần 1, tập làm văn. Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi. Phần 2, đọc mở rộng. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần tập làm văn. Các em hãy quan sát yêu cầu số 1, nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong tranh. Các em hãy quan sát bức tranh. Đây là các bạn nhỏ trong bức tranh đang hoạt động vào một giờ ra chơi. Vậy các em hãy quan sát và nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong bức tranh nhé. Gợi ý thứ nhất, hoạt động các bạn đang tham gia là gì? Các em quan sát thấy trong bức tranh các bạn đang tham gia hoạt động, đó là nhóm các bạn đang chơi trò chơi nhảy dây, nhóm các bạn đang chơi đá cầu, có nhóm các bạn thì chơi trò chơi kéo co, có nhóm các bạn thì đang tập thể dục. Như vậy, các bạn trong bức tranh đang hoạt động và tham gia các hoạt động trò chơi diễn ra vào giờ ra chơi đấy. Tiếp tục gợi ý thứ hai, hoạt động đó cần mấy người? Ở hoạt động chơi nhảy dây, các em thấy trong hoạt động này chúng mình cần có 3 người và 2 người cầm dây quăng và một bạn nhảy đấy. Và hoạt động tiếp theo đó là hoạt động đá cầu. Chúng mình cần có 2 bạn thì mới đá được cầu, vì quả cầu được đá qua chân người này tới chân người kia. Tiếp tục, hoạt động tiếp theo là trò chơi kéo co. Thì chúng ta cần phải có mỗi đội khoảng 4 người. Ở đây chúng ta thấy có 2 đội, mỗi đội 4 người là 4 bạn đấy. Còn các bạn đang đứng xung quanh để cổ vũ. Tiếp theo, chúng ta quan sát xem dụng cụ để thực hiện các hoạt động đó là gì. Ở hoạt động nhảy dây thì dụng cụ để chúng mình nhảy dây đó là chiếc dây đấy. Còn hoạt động đá cầu thì chúng mình cần phải có quả cầu thì mình mới đá được. Đó là dụng cụ của việc các bạn tham gia, đó là đá cầu. Còn đối với hoạt động kéo co thì chúng mình phải có dụng cụ là có dây thừng để kéo, hai đội sẽ kéo co với nhau. Tiếp tục gợi ý tiếp theo, em đoán xem các bạn cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó. Các em ạ, trong bức tranh chúng mình nhìn thấy khuôn mặt của các bạn khi tham gia các hoạt động thì rất là vui tươi và cảm thấy thích thú đấy. Vậy chúng mình thấy khi các bạn tham gia thì các bạn cảm thấy rất vui vẻ và thích thú với hoạt động mà mình tham gia. Như vậy vừa rồi chúng mình đã nói về hoạt động của các bạn nhỏ trong bức tranh rồi đấy. Tiếp tục chúng mình cùng nhau chuyển sang yêu cầu thứ hai nhé. Yêu cầu số 2 như sau, viết 3-4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi em đã tham gia ở trường. Vậy chúng mình hãy quan sát gợi ý như sau. Để viết được câu văn hay, các em cần dựa vào gợi ý. Gợi ý thứ nhất, hoạt động thể thao hoặc trò chơi em đã tham gia là gì? Gợi ý thứ hai, em tham gia cùng với ai? Ở đâu? Gợi ý thứ ba, em cảm thấy thế nào khi tham gia hoạt động đó? Như vậy, dựa vào 3 gợi ý trên, các em hãy viết 3 đến 4 câu kể về một hoạt động thể thao hoặc một trò chơi mà em đã tham gia ở trường nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta viết 3 đến 4 câu văn kể về hoạt động thể thao nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình nào. Cô giáo giới thiệu với các em một số bài văn của các bạn năm học trước. Chúng mình cùng nhau tham khảo nhé. Bài văn thứ nhất, em đã được tham gia trò chơi kéo co.
Em tham gia cùng các bạn lớp em và lớp bạn ở trường vào giờ ra chơi. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia trò chơi đó. Tiếp tục bài văn mẫu thứ hai. Em đã được tham gia hoạt động đá cầu. Em tham gia cùng các bạn lớp em ở trường vào giờ ra chơi. Em cảm thấy rất vui khi được tham gia hoạt động đó. Như vậy, chúng mình hãy chia sẻ bài văn của mình cùng với người thân và bạn bè nhé. Như vậy, cô trò chúng mình vừa cùng nhau hoàn thành xong phần 1, đó là phần tập làm văn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần đọc mở rộng. Yêu cầu đọc mở rộng thứ nhất là tìm đọc một bài viết về hoạt động thể thao. Yêu cầu này, các em hãy tìm đọc ở thư viện sách của trường về một bài viết nói về hoạt động thể thao. Yêu cầu thứ hai, kể cho các bạn nghe điều thú vị em đọc được. Như vậy, khi chúng ta đã tìm đọc được một bài viết hay về hoạt động thể thao, thì các em hãy chia sẻ cho bạn bè về những cái điều thú vị mà em được đọc ở trong quyển sách đó nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn.